Rồi, ta bắt đầu. Rồi, Tú quan sát rõ lên màn hình chưa? Rõ thế ạ. À, chúng ta sẽ sang cái bài giảng cuối cùng của phần nhiệt, đó là nguyên lý 2, nhiệt động lực học và khái niệm entropy. Thế thì ở bài này thì chúng ta sẽ có một vài cái đơn vị kiến thức như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách phát biểu của nguyên lý 2. Thật ra nguyên lý 2 thì nó sẽ có nhiều cách phát biểu. Chúng ta sẽ có hai cách phát biểu cơ bản, đó là cách phát biểu của Clausius và cách phát biểu của Thomson. Nội dung của nó thì đơn giản, chủ yếu là chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta giải quyết các bài tập liên quan đến các cái động cơ nhiệt thôi. Và thứ hai, một khái niệm khá là trừu tượng nữa, đó là khái niệm entropy. Chúng ta bắt đầu vào đơn vị kiến thức đầu tiên, đó là động cơ nhiệt và hiệu suất của động cơ nhiệt. Như vậy động cơ nhiệt là gì? Ở đây chúng ta sẽ có một cái sơ đồ. Động cơ nhiệt được định nghĩa là một cái thiết bị. Thiết bị này nó có tác dụng là biến đổi nhiệt thành công, hoặc ngược lại là biến đổi công thành nhiệt. Có một sự thật là hầu hết các cái động cơ trong thực tế của chúng ta đều là động cơ nhiệt cả. Thế thì Tú có thể nói một ví dụ về động cơ nhiệt mà Tú biết trong thực tế được không Tú? Một động cơ nhiệt khá là phổ biến trong thực tế, Tú có thể kể tên không nào? Điều hòa thầy. Điều hòa thì người ta gọi là máy lạnh. Động cơ nhiệt mình cho dù chúng ta nói điều hòa thì động điều hòa nó đâu phổ biến bằng một cái động cơ nhiệt khác đâu. Một cái động cơ nhiệt rất là phổ biến hàng ngày chúng ta vẫn thấy. Động cơ của xe máy à thầy? Đúng rồi, tên gọi của nó là động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong. Thế thì động cơ nhiệt thì để chúng ta hiểu hơn về về nó thì chúng ta sẽ nhìn vào cái sơ đồ ở trên màn hình này. Động cơ nhiệt của chúng ta thì sẽ gồm có 3 phần, 3 bộ phận: nguồn nóng, nguồn lạnh và tác nhân. Trong đó tác nhân của chúng ta nó sẽ nhận cái nhiệt lượng Q1 từ nguồn nóng. Thông thường tác nhân của chúng ta thì nó sẽ là các cái chất khí. Ví dụ trong máy điều hòa của chúng ta cũng có cái bình hơi đó không? Khí ga đấy. Tác nhân của chúng ta nó sẽ nhận nhiệt lượng Q1 từ nguồn nóng. Và sau đó nó sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất là dùng để thực hiện công. Phần thứ hai là để truyền cho nguồn lạnh. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng nó cho cái động cơ đốt trong. Thế thì Tú có biết cái động cơ đốt trong của mình tác nhân nó là gì không Tú nhờ? Nó đốt cháy năng lượng để cho xe chạy được hả thầy? Với động cơ đốt trong thì tác nhân của chúng ta đó chính là cái hỗn hợp xăng và không khí. Nghĩa là bây giờ người ta nạp xăng vào và ở trong cái buồng đốt, xăng nó sẽ được phun tơi ra. Nó trộn với không khí để tạo thành một hỗn hợp. Cái hỗn hợp này người ta gọi là hòa khí. Thì khi động cơ làm việc thì buri nó sẽ đánh lửa để nó đốt cháy cái hỗn hợp này. Chứ đương nhiên nếu xăng không thì nó không cháy được. Nó cần phải có oxy nữa mà. Đúng như nào? Và cái hỗn hợp này người ta gọi là tác nhân. Thế thì nguồn nóng của cái động cơ đốt trong xe máy chúng ta là cái bộ phận nào của động cơ Tú nhờ? Q1 nó sẽ lấy từ đâu? Khi động cơ chúng ta làm việc thì hỗn hợp xăng và không khí sẽ bị đốt cháy tỏa nhiệt. Và cái vị trí này nó chính là nguồn nóng của động cơ này. Đấy, tác nhân nó sẽ nhận nhiệt từ cái nguồn này và nó chia thành hai phần. Phần thứ nhất là nó thực hiện công để làm quay cái bánh xe. Và phần thứ hai nó sẽ tỏa nhiệt ra nguồn lạnh. Và thì nguồn lạnh của động cơ đốt trong là cái bộ phận nào tối nhờ? Nguồn lạnh nó sẽ là bộ phận nào đây? Cái mà để thải khí ra ngoài hả thầy? Nguồn lạnh của chúng ta ở với động cơ đốt trong nó chính là không khí bên ngoài đấy, nó chính là cái môi trường không khí bên ngoài đấy. Bởi vì khi chúng ta lái xe máy thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều rằng là ở cái môi trường xung quanh bao giờ nó cũng sẽ nhận sự tỏa nhiệt từ bên ngoài của động cơ cả, đúng không nào?
Nhưng mà chúng ta đã rõ hơn về động cơ đốt trong rồi. Và nó chính là một cái ví dụ minh họa khá là điển hình cho động cơ nhiệt. Thế thì khi chế tạo ra một cái động cơ thì để đánh giá mức độ hiệu quả của các cái động cơ thì người ta sử dụng khái niệm đó là hiệu suất của động cơ nhiệt. Hiệu suất hay là năng suất thì ý nghĩa nó cũng sẽ là như nhau, nó sẽ cho ta biết là cái mức độ hiệu quả làm việc của một cái đối tượng nào đó. Thế thì cái định nghĩa tổng quát của nó là gì? Để đánh giá mức độ hiệu quả trong cái hoạt động làm việc của một đối tượng đó thì người ta sẽ tính bằng cái thương số giữa cái có ích mà cái động cơ đó tạo ra được chia cho cái toàn phần mà nó nhận được. Và thì với cái động cơ nhiệt này thì cái có ích là cái đại lượng nào trong ba đại lượng mà chúng ta gọi tên Q1, Q2 và A. Đấy, thì mời Tú nào. Cái thực hiện công là cái có ích ấy, là cái A thế ạ. Đúng rồi, A là cái có ích, bởi vì động cơ nhiệt chúng ta mong muốn nó thu được là cái công. Và cái toàn phần mà nó nhận được là gì Tú nhờ? Để cung cấp cho cái tác nhân là Q1 ấy, thầy. Đúng rồi, như vậy cái hao phí chắc chắn rằng là cái gì đây? Cái Q2 ấy, Đúng thầy. rồi, Q2 là cái chúng ta không không có muốn. Đương nhiên khi chúng ta lái xe máy không bao giờ chúng ta mong muốn rằng là cái động cơ xe máy nó sẽ tỏa nhiệt ra môi trường nhiều cả. Thứ nhất là nó gây khó chịu và thứ hai đó là cái phần năng lượng mà chúng ta không không cần. Và thì hiệu suất của động cơ nhiệt eta sẽ được tính bằng công chia cho nhiệt lượng mà nó hệ hệ nhận được. Tuy nhiên hãy nhìn vào đây, dựa vào sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều rằng cái Q1 của chúng ta thì nó sẽ chính bằng Q2 cộng cho A về mặt độ lớn. Đấy, đúng chưa? Nó nhận nhiệt lượng Q1 nó tách thành hai phần mà. Thứ nhất là thực hiện công và thứ hai là truyền cho nguồn lạnh. Và rõ ràng về cái góc nhìn bảo toàn năng lượng á, bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì Q1 của chúng ta nó sẽ bằng Q2 cộng cho A. Và thì từ đây chúng ta thay vào kia thì chúng ta sẽ có theta của chúng ta nó sẽ bằng A là thay bằng là Q1 trừ cho Q2. Bởi vì cái Q2 của chúng ta theo cái định nghĩa theo theo cái nguyên lý một nó nhận giá trị âm, mà nhiệt lượng mà nó truyền đi nó âm đó. Nên để cho nó chuẩn thì người ta sẽ dùng tuyệt đối để người ta dễ ta khỏi nhầm lẫn. Và từ đây sẽ có là 1 trừ cho Q2 chia cho Q1. Và đây chính là biểu thức xác định hiệu suất của các cái động cơ. Biểu thức này là biểu thức sao? Hiệu suất của các cái động cơ nhiệt. Lưu ý các sách nó có thể ghi là 1 trừ cho Q2 cho Q1, nhưng mà cái khi ta đọc thì chúng ta sẽ nên hiểu rằng là Q1 Q2 đây đang mang ý là độ lớn. Độ lớn. Trong trường hợp mà tác nhân của chúng ta thực hiện một cái chu trình kín thì hiệu suất nó sẽ được tính bằng công trên toàn bộ chu trình chia cho nhiệt lượng mà tác nhân nhận được trong toàn bộ chu trình. Lưu ý nhiệt ở đây là nhiệt nhận được nha các em. Nhiệt nhận được. Thế thì từ biểu thức này thì chúng ta sẽ có một cái nhận xét, đó là hiệu suất của một cái động cơ nhiệt của chúng ta thì nó sẽ có giá trị tối đa là bao nhiêu nhỉ? Tú. Hiệu suất của một cái động cơ nhiệt của chúng ta thì nó sẽ có giá trị tối đa là bao nhiêu? Một trăm phần trăm mà thầy. Đúng rồi, nó chỉ có giá trị tối đa là cỡ 100% thôi, hoặc là tương ứng là một thôi. Thế thì chúng ta có thể viết ra được một biểu thức là hiệu suất theta của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn bằng một. Và nó bằng một khi nào? Khi hiệu suất bằng một thì lúc này chúng ta sẽ có theta bằng 1 trừ cho Q2 trên Q1 bằng 1. Lúc này dẫn đến một hệ quả là Q2 của chúng ta phải bằng 0. Q2 của chúng ta phải bằng 0, nó sẽ tương ứng với trường hợp đó là cái động cơ của chúng ta nó nhận nhiệt lượng bao nhiêu đó, thì nó sẽ chuyển hóa thành công bấy nhiêu mà không có sự tỏa nhiệt ra cho nguồn lạnh. Nó sẽ tương ứng với trường hợp là cái xe máy của chúng ta khi cái động cơ nó làm việc thì nó không có sự tỏa nhiệt ra môi trường không khí bên ngoài. Và cái động cơ như thế này á, thì người ta gọi nó là động cơ lý tưởng loại 2. Và thực tế đã chứng tỏ rằng là không bao giờ chúng ta tồn tại một cái động cơ như thế cả. Không bao giờ. Không bao giờ một cái động cơ của xe máy nào mà nó sẽ chuyển hoàn toàn nhiệt lượng mà nó nhận được từ cái buồng đốt
nó chuyển hóa thành công để nó kéo chiếc xe chạy mà không tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài. Điều này là không có, được chưa nào? Thế thì chúng ta đã vừa phân tích được rằng là trong thực tế không bao giờ có một cái động cơ nhiệt nào mà có hiệu suất bằng 100% cả. Vậy thì người ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi khá là tò mò như sau. Vậy thì cái động cơ ở trong thực tế nếu hiệu suất của nó không bằng một thì hiệu suất tối đa của nó là bao nhiêu? Đến đây thì các nốt đã đề ra một cái chu trình làm việc cho một cái động cơ, và các nốt đã chứng tỏ rằng trong thực tế các cái động cơ nó có hiệu suất tối đa nếu nó làm việc theo cái chu trình các nốt. Và cái chu trình các nốt của chúng ta nó như sau, nó gồm bốn cái quá trình, trong đó từ A đến B là, thì cốc ở đây cho nó dễ này, chu trình cắt nốt của chúng ta nó sẽ gồm bốn quá trình. Như hình vẽ, trong đó A đến B là đỉnh nhiệt ở nhiệt độ T1, C đến D là đỉnh nhiệt ở nhiệt độ T2, BC và DA lần lượt là hai quá trình đoạn nhiệt. Một cái động cơ làm việc theo cái chu trình như thế này á, người ta gọi là chu trình cắt nốt, và động cơ này là động cơ cắt nốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính xem thử một cái động cơ làm việc theo chu trình cắt nốt thì nó sẽ có hiệu suất là bao nhiêu. Như cắt nốt đã chứng minh rằng là nó làm việc theo chu trình này thì hiệu suất của nó là tối đa, là lớn nhất có thể đạt được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta viết lại cái công thức tính hiệu suất một lần nữa nè. Lúc này chúng ta đã chứng minh được là hiệu suất theta của chúng ta thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho Q2 chia cho Q1. Trong đó Q2 là nhiệt lượng mà tác nhân của chúng ta nó tỏa ra. Còn Q1 là nhiệt lượng mà tác nhân của chúng ta nó nhận vào. Ở đây hãy để ý thật kỹ này, trong cái bốn cái quá trình mà chất khí này thực hiện, nó có hai cái quá trình mà nó không trao đổi nhiệt. Đó là hai quá trình đoạn nhiệt. Vậy thì nó chỉ trao đổi nhiệt trong hai quá trình AB và CD thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái quá trình AB trước. A đến B theo anh vẽ nó là quá trình đỉnh nhiệt. Đỉnh nhiệt. Nhưng mà nhiệt lượng mà nó trao đổi trong quá trình đỉnh nhiệt thì mình sẽ tính bằng mức nào? Là nhà tốt nhất là xem nhiệt lượng trong quá trình đỉnh nhiệt này. Vừa rồi hả Tú? Nhiệt lượng trong quá trình đẳng nhiệt mình tính này thế nào? Có phải là bằng RTC trên len gì không thầy? Quên rồi. Tú đang ở nhà em, đang nghe tiếng gà gáy à. Vâng. Quá trình của chúng ta là đẩy nhiệt. Trong quá trình đẩy nhiệt thì chúng ta có độ biến thiên nội năng thì bằng không. Như vậy theo nguyên lý 1 thì lúc này có phải là chúng ta có nhiệt lượng mà nó trao đổi nó sẽ bằng bằng không. Đấy, tôi nhớ chưa nào? Mà công ở trong quá trình đẩy nhiệt nó sẽ bằng số mol nhân hàng số chất khí nhân cho nhiệt độ đánh nhiệt nhân cho len của VB chia cho VC.
Rồi, Tú nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Thế thì Tú có thể nhìn vào biểu thức QAB này. Tú có thể mô tả xem là cái QAB này là một số lớn hơn không hay là nhỏ hơn không này Tú? QAB lớn không hay nhỏ hơn không Tú? Lớn là thầy Sao lớn đấy. lớn hơn đúng không? Bởi vì chúng ta có nhìn vào hình vẽ này, nhìn vào cái giảng đồ, cái đồ thị của chu trình cắt nối này, chúng ta thấy VB của chúng ta đã lớn hơn VC mà. Bởi vì VB của chúng ta lớn hơn VC nên Q AB của chúng ta là lớn hơn không. Như vậy là lúc này hệ của chúng ta là nhận nhiệt, đúng không nào? Nhưng mà hệ của chúng ta là nhận nhiệt. Thế thì cái Q AB này nó đóng vai trò là Q nào đây? Nhận nhiệt mà. Nó chính là Q1. Đấy, đủ rõ chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ xét cái quá trình thứ hai, đó là quá trình CD. Tương tự CD của chúng ta cũng là đỉnh nhiệt. Đỉnh nhiệt. Là quá trình đỉnh nhiệt thì chúng ta cũng có độ biến thiên nội năng của U của CD là không. Theo nguyên lý một nhiệt động lực học thì chúng ta sẽ có QCD, bây giờ nó sẽ bằng A ACD và được bằng số mol là Nguy nhân cho R nhân cho T2 nhân len của VD chia cho VC. À, Tú sẽ lập luận xem lúc này là Q này sẽ lớn không hay nhỏ hơn không nào. Lớn không ạ? Em nhìn kỹ này chị Tú. D là điểm này, là cái trạng thái này mà. C là trạng thái này. VD với VC cái nào lớn hơn? Về đi ạ. Sao VD lớn hơn? Cái trục V của mình hướng sang phải mà. C lớn hơn ạ. Cái trục OV mình đứng sang phải mà, cái trạng thái C nằm bên phải thì nó phải lớn hơn chứ. Tức là VD của chúng ta đã nhỏ hơn, nhỏ hơn VC. Như vậy là anh này là phải nhỏ không? Tức là nhỏ không tức là hệ của chúng ta nó tỏa nhiệt. Tỏa nhiệt. Điều đó có nghĩa rằng là cái QCD của chúng ta này các bạn, nó sẽ đóng vai trò là cái Q2. Lưu ý, bởi vì chúng ta trong cái biểu thức tín hiệu suất thì các cái Q là chúng ta dùng độ lớn, nên để mất cái dấu trừ đi thì ta sẽ biến đổi thành len của VC chia VD. Và thì áp dụng công thức tín hiệu suất của chu trình này, chúng ta có theta nó sẽ bằng là một này trên cho Q2 chia Q1. Q2 mà chia Q1 thì cái Q và R nó sẽ mất đi, và thì nó chỉ còn là T2 chia T1 và nó còn nhân thêm một cái thương số, đó là len của VC chia VD chia len của VB chia VC. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tìm cách chúng ta đơn giản cái thương số này đi. Ở đây thầy sẽ dựa vào hai cái quá trình đoạn nhiệt còn lại. Tuy nhiên trước trước tiên thầy sẽ dựa vào hai quá trình đoạn nhiệt trước. Rồi, tôi để ý này, A sang B là hai quá trình, AB là quá trình đẩy nhiệt. Quá trình đẩy nhiệt thì ta sẽ có cái phương trình, đó là BA VA sẽ bằng PB VB. Phương trình này nó là phương trình của định luật nào, tôi có nhớ tên không Tú nhỉ? Tú Làm nhớ nhiệt không là nhỉ? thế, làm nhiệt à? Đẩy nhiệt thì nó là phương trình định luật Boulmer-Mayot ấy. Tương tự thầy sẽ viết cho hai quá trình còn lại, đó là quá trình cho quá trình đẩy nhiệt còn lại là CD. Và thì có phải là thầy có là BD nhân cho VD bằng BC nhân VC. Đúng chưa Tú nào? Bây giờ thầy sẽ lập tỷ số
lập tỷ số thì ta sẽ có là BA mà chia cho BD sẽ bằng VA nhân cho VA chia BD sẽ bằng là áp suất tại B chia áp suất tại C nhân cho VB chia cho VC. Lưu ý là chúng ta đang xử lý cái thương số này, ở trong cái thương số này nó xuất hiện các cái, ở trong cái thương số này nó xuất hiện tỷ số của VC chia VD và VB chia VC. Do đó biểu thức này ta sẽ giữ các cái B lại và ta sẽ tìm cách thành đơn giản đi các cái tỷ số của áp suất P. Bây giờ thầy sẽ để ý vào cái tỷ số này và cái tỷ số này. Nó là tỷ số giữa áp suất ở A và D. A và D là quá trình đoạn nhiệt. A và D là quá trình đoạn nhiệt. Thế thì quá trình đoạn nhiệt, cái phương trình đoạn nhiệt của chúng ta sẽ là gì nào? Có phải là BA nhân VA mũ gamma bằng BD nhân VD mũ gamma đúng như nào? Thế thì từ đây thầy sẽ có, nếu chúng ta lấy BA mà chúng ta chia cho áp suất tại D, nó sẽ bằng VD chia cho VA mũ gamma. Chú theo kịp đến đoạn này chưa? Rồi. Rồi, tiếp tục thầy cũng sẽ làm như thế cho cái thương số này. BB chia cho BC. BC là quá trình đoạn nhiệt. Và thì thầy cũng sẽ có cái phương trình đoạn nhiệt là BB VB mũ gamma sẽ bằng BC nhân VC mũ gamma. Nhưng mà từ đây thầy có BB mà chia cho BC sẽ bằng VC chia VB mũ gamma. Phương trình này thầy gọi là phương trình sao? Anh này là 1 này, anh này là 2 này. Thầy lấy 1 và 2 thầy thay vào sao? Thì lúc này thầy sẽ có là thay vào này. Thay 1 vào sao? Thì sẽ được là VD chia VA mũ gamma nhân cho VA chia VD. Thì nó sẽ còn là VA mà chia cho VD mũ gamma trừ 1 sẽ bằng VB chia VC mũ gamma trừ 1. Hay chúng ta đơn giản là gì nào? VA chia VD nó sẽ bằng VB chia VC. Từ đây thầy có VB mà chia cho VA nó chính bằng VC chia VD. À, chúng ta lấy kết quả này thay vào đây. Rõ ràng cái thương số giữa hai len bây giờ nó chỉ bằng 1. Đến đây thì chúng ta đúc kết lại được một cái kết quả là gì? Hiệu suất của một cái động cơ nhiệt mà hoạt động theo cái chu trình các nốt thì nó có hiệu suất theta bằng 1 trừ cho T2 chia cho T1. Đây chính là hiệu suất của một cái động cơ hoạt động theo cái chu trình các nốt. Chú rõ cái bài chứng minh này cho em? Rồi. Thật ra thầy có thể đưa cho em cái công thức này ngay, nhưng mà chúng ta sẽ chứng minh như thế, bởi vì khi chúng ta giải các bài tập đó, thì người ta sẽ cho các chu trình mà chúng ta phải làm lại từ đầu như thế thôi. Rõ ràng ở đây nó có một cái kết quả là gì? Là các cái động cơ mà hoạt động theo chu trình cách nối thì hiệu suất của nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh thôi. Nó không phụ thuộc vào cái tác nhân của chúng ta là gì cả. Và cách nối đã chứng tỏ rằng là không có một cái động cơ thực nào chạy với hai cái nguồn nhiệt cho trước mà hiệu suất lại lớn hơn hiệu suất của động cơ chạy theo chu trình cách nối cả. Và đây chính là cái hiệu suất tối đa của một cái động cơ ở trong thực tế. Hai lớn phần máy lạnh. Máy lạnh thì nó sẽ làm việc ngược lại so với cái động cơ nhiệt. Máy lạnh của chúng ta thì nó giống như điều hòa đấy.
nó cũng sẽ có ba cái đối tượng: nguồn nóng, nguồn lạnh và tác nhân. Nó chỉ khác ở chỗ là gì, với máy lạnh thì nó sẽ nhận công từ bên ngoài và lấy nhiệt từ nguồn lạnh để truyền cho nguồn nóng. Và thì một cái ví dụ khá là điển hình cho máy lạnh chúng ta đó chính là cái máy điều hòa của chúng ta đấy. Thế thì theo bạn Tú nào, trong cái máy điều hòa của chúng ta thì tác nhân là khí ga rồi đúng không? Chúng ta có bình ga rồi, như vậy nguồn nóng của nó là gì, nguồn lạnh của nó là gì và công của nó là cái nào? Tú nhờ. Trong máy điều hòa của chúng ta thì nguồn nóng là ở đâu, nguồn lạnh là ở đâu, công là cái gì? Công có phải là điện năng không ạ? Năng. Đúng rồi, công chính là năng lượng điện mà nó nhận được. Còn nguồn nóng, nguồn lạnh. Nóng lại đâu Tú nhờ? Hãy để ý xem máy lạnh chúng ta lấy nhiệt từ đâu và nó truyền ra đâu thì nó sẽ tương ứng với nguồn nóng và nguồn lạnh ở đó. Nguồn nóng nó sẽ là môi trường ạ. Đúng Môi rồi. trường này truyền ra. Nguồn nóng nó là môi trường bên ngoài. Còn nguồn lạnh nó chính là môi trường ở trong phòng của chúng ta đấy. Thì máy lạnh chúng ta sẽ lấy nhiệt từ trong phòng mà nó truyền ở bên ngoài. Mặc dù nhiệt độ trong phòng của chúng ta nó sẽ thấp hơn so bên ngoài. Ví dụ như máy lạnh chúng ta nó hoạt động ở, chúng ta để ở chế độ là 20 độ đi, thì sẽ lấy nhiệt từ cái môi trường là 20 độ đó, nó truyền ra môi trường xung quanh là môi trường bên ngoài. Nhiệt độ môi trường bên ngoài chúng ta thì nó, ta lấy bình thường thì cỡ là 30 độ thế này. Đấy, nguồn nóng và nguồn lạnh nó sẽ tương ứng như thế. Thế thì khi nói về một cái động cơ nào đó thì chúng ta cũng sẽ đánh giá về cái hiệu quả làm việc của nó. Người ta cũng đưa ra khái niệm đó là hiệu suất. Hiệu suất làm lạnh. Thế thì theo bạn Tú này, ở trong cái máy lạnh này thì cái nào là cái toàn phần mà nó nhận, còn cái nào là cái kết? Cái toàn phần nó là Q2. Toàn phần là Q2, Q2 có phải là cái nó nhận không? À không ạ. Cái nó nhận là cái nào? Đã nhận được công ạ. À. Đúng rồi, cái nó nhận toàn phần là công A đó đúng không? Công A. Cái chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta định trả tiền hàng tháng, chính là điện năng mà nó tiêu thụ đấy. Còn cái có ích là cái chúng ta mong muốn là cái gì ở với cái máy lạnh này? Cái mà để làm mát ra bên ngoài. Cái mình ta mong muốn là cái nào? Trong các đại lượng Q1, Q2 và A chúng ta vừa kể tên, A là các toàn phần rồi. Cái mà chúng ta mong muốn nó làm việc với máy lạnh nó chính là cái Q2 này. Nó lấy càng nhiều càng tốt. Đúng không Tú này? Vâng. Q2 lấy càng nhiều càng tốt chứ. Nó lấy càng nhiều thì phòng nhiệt độ phòng ta càng giảm xuống. Vậy để đánh giá hiệu suất của máy lạnh thì chúng ta có hệ số hiệu suất làm lạnh beta bằng cái có ích chia cái toàn phần. Được như nào? Đương nhiên ở đây là người ta lấy ý nghĩa về mặt độ lớn nha. Mặt khác chúng ta lại có, từ cái hình vẽ này chúng ta có Q1 nó sẽ bằng Q2 cộng cho A. Thêm vào đây chúng ta sẽ được hiệu suất làm lạnh của một cái động cơ. Nếu máy lạnh chúng ta làm việc theo cái chu trình cánh nốt thì hiệu suất của nó sẽ trở thành là T2 trên cho T1 trừ T2. Nó sẽ liên hệ với hiệu suất của một cái động cơ nhiệt là 1 trừ cho theta trên cho theta. Mình để ý một chút này. Với cái động cơ nhiệt thì hiệu suất của nó sẽ nhỏ hơn 1. Nhưng mà máy lạnh thì hiệu suất nó có thể là lớn hơn 1. Và đương nhiên người ta sẽ mong muốn nó càng lớn càng tốt. Được chưa nào?
Rồi bây giờ chúng ta sang ví dụ. Ví dụ số 1. Một chất khí lý tưởng thực hiện một cái chu trình tính theo bốn cái quá trình. Nhiệt lượng và chất khí trao đổi trong bốn quá trình này tương ứng là Q1, Q2, Q3 và Q4. Công tương ứng đã cho A1, A2, A3 và A4. Hãy xác định A4 và xác định hiệu suất của chu trình. Rồi, ứng nhá xem nào. Có khỏe chưa? Câu A. Đầu tiên là người ta yêu cầu chúng ta tính A4. Ở đây chúng ta để ý này, chất khí của mình nó thực hiện một cái chu trình kính, do đó độ biến thiên độ năng của nó, độ biến thiên độ năng của nó mình không. Chu trình kính mà. Chu trình kính là một cái quá trình nó biến đổi, nó đi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 được. Rồi đi qua các trạng thái trung gian khác rồi quay trở về trạng thái 1. Do đó độ biến thiên độ năng của nó bằng 0. Dẫn đến một hệ quả là theo nguyên lý 1, lúc này nhiệt lượng mà nó trao đổi nó sẽ bằng công mà nó trao đổi. Vậy thì chúng ta thay vào, nhiệt lượng chúng ta sẽ có nó là Q1 cộng Q2 cộng Q3 cộng Q4. Công thì chúng ta sẽ có là A1 cộng cho A2 cộng cho A3 và cộng cho A4. Từ đây chúng ta sẽ tìm được A4. Rồi, tôi đọc ra kết quả nào. Nó ra là trừ 235. Rồi tính sai rồi. Để cái dấu với thầy nhớ là 765 mà. Tú ơi là Tú. Thầy vào để dấu đó chưa? Ừ. 5960 nè, trừ cho 5585 nè, trừ 2980 nè, cộng cho 3645 này. A1 của mình là 2200 này. A2 là trừ 825 này. A3 là trừ 1100. Được A4 là 765 mà Tú. Tú tính là chưa? Em viết à, vâng em 765. Xong rồi đúng không nào? Chúng ta tính hiệu suất của chu trình. Hiệu suất của chúng ta được định nghĩa nó là gì? Nguy bằng công thực hiện trên toàn bộ chu trình mà chia cho nhiệt lượng mà nhận nha.
lưu ý là nhiệt lượng nhận nha Tú, không là nhầm đấy. Và công trên toàn bộ chương trình thì chúng ta chỉ việc lấy bốn cái công này chúng ta cộng lại thôi, công thực hiện trên toàn bộ chương trình mà. Thực hiện trên toàn bộ chương trình nhiệt thì người ta chỉ lấy nhiệt nhận thôi, nhiệt nhận thì nó sẽ là các cái quy nào ở trên bốn cái quy này Tú nhờ? Q1 và Q4. Đúng rồi, chúng ta sẽ có Q1 và Q4. Lưu ý không nhiều bạn không nhớ là cứ lấy cộng hết lại là không được đâu. Công thì công tính trên toàn bộ chu trình, chúng ta phải lấy tổng lại. Còn nhiệt thì chúng ta chỉ tính nhiệt nhận thôi. Rồi Tú theo bài tính xem mình bao nhiêu nào. Mười phẩy tám phần trăm. Cỡ 10,8%. Rồi sang ví dụ số 3 cho dễ rước. Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình cách nốt, đó lấy 1 kcal nhiệt từ nguồn nóng ở nhiệt độ 827 độ C và nhường một phần cho nguồn lạnh ở nhiệt độ là 27 độ C. Công mà động cơ nhiệt là thực hiện là bao nhiêu và tính hiệu suất của động cơ. Rồi, tôi tính xem. Lưu ý ra là chu trình nó cái động cơ này làm việc theo chu trình cách nốt nhưng mà có thể sử dụng các công thức cách nốt đấy. Các bạn xem, đầu tiên là chúng ta tính cái gì trước cho dễ này Tú nhờ? Chúng ta tính hiệu suất của động cơ thực hiện theo cái chu trình cách nốt trước. Hiệu suất của chúng ta theta thì nó sẽ bằng gì nào? 1 trừ cho T2 trên T1. Đấy, Tú rõ chưa? Thay vào em tính sẽ được bằng bao nhiêu? Chín chín phẩy sáu chín ạ. 99,69. Tú đã đổi về độ K chưa nào? Ta thay vào này. 1 này, T2 của mình là 27 đúng không? 27 thì ta phải cộng cho 273. T2 của mình chúng ta cũng phải làm như thế. Rồi, thử xem mình có tính đúng không nào. 1 trừ cho 300
chúng ta chỉ được là 0,72 thôi mà Tú, 0,73 thôi. Ủa. Lúc này đổi về độ tuyệt đối chưa? Lưu ý là các cái nội dung của phân diệt này này, nó là ký hiệu T của chúng ta là T lớn, mà T lớn là độ tuyệt đối cả, nó không phải là độ C đâu. Tôi nhớ chưa nào? Rồi tiếp theo, đã có hiệu suất rồi, chúng ta tính công khá đơn giản đúng không nào? Chúng ta có định nghĩa hiệu suất của chúng ta này, bằng công mà nó thực hiện chia cho nhiệt lượng mà nó nhận được. Thì từ đây thầy có công mà nó thực hiện bằng hiệu suất nhân với nhiệt lượng. Hiệu suất thì mình vừa tính được là 0,73, nhiệt lượng là 1 kcal, thì chúng ta thu được là 0,73 kcal. Đúng rồi chưa? Đó ạ. Rồi, ví dụ số 4. Một tủ lạnh lý tưởng hoạt động theo chu trình cách nốt. Lưu ý là gì? Bây giờ là tủ lạnh nha, máy lạnh ấy. Với nhiệt độ được truyền từ bên trong là 277K sang bên ngoài là 300. Như vậy là 277 nó chính là T2, còn 300 nó chính là T1. Đây nguồn lạnh này. Nóng này. Hỏi có bao nhiêu nhiệt truyền ra bên ngoài tương ứng với 1 joule năng lượng mà nó tiêu thụ. Và năng lượng mà nó tiêu thụ nó chính là gì đây em? A bằng 1 joule. Hỏi tính nhiệt lượng truyền ra phòng là bao nhiêu? Nhiệt lượng truyền ra phòng tức là hỏi cái đại lượng nào đây Tú nhỉ? Q ạ. Nhưng mà quy nào chứ, quy nào trong hai cái quy Q1 và Q2? Q2 ạ. Nhiệt À. lượng truyền ra phòng mà. Q1 ạ. Đúng rồi. Còn Q2 là nhiệt lượng nó lấy từ phòng chứ đúng không? Rồi, tôi hỏi Vâng ạ. xem. Em tính ra được là 13,04 jun ạ. Rồi, và em tính thế nào đây? Em tính hiệu suất trước ạ. Đúng rồi, hiệu suất trước đúng không? Hiệu suất của chúng ta này. Hiệu suất của máy lạnh là beta đúng không nào? Nó sẽ bằng là T2 trên cho T1 trừ T2. Em tính được bao nhiêu? Hai trăm bảy bảy này chia cho 300 trừ cho 277 bao nhiêu đây Tú? Em ra là 12,04 12,04. Đó là beta. Có beta rồi chúng ta sẽ tính gì nào? Beta thì lại bằng Q2 chia A đúng không? Nhưng mà từ đây chúng ta sẽ có là Q2 thì bằng A nhân cho beta.
mà Q1 của chúng ta thì lại bằng A cộng cho Q2, nghĩa là nó sẽ bằng là 1 cộng cho beta nhân cho A, đúng không Tú? Vâng ạ. Rồi, thế thì nó cỡ bằng bao nhiêu nào? Beta là 12 thì ra là cỡ 13,04 joule. Đúng chưa Tú? Đúng ạ. Rồi, ví dụ 5. Tính công tối thiểu cần thực hiện để đóng băng 1 gam nước ở 0 độ C bởi máy lạnh lý tưởng hoạt động theo chu trình Carnot. Biết nhiệt độ của môi trường xung quanh là 27, còn nhiệt độ nước chuyển thể là nhiệt chuyển thể của nước là 80 calo trên gam. Nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh là bao nhiêu? Người ta hỏi nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh, tức là hỏi cái quy nào Tú nhờ? Quy mô đó thôi. Đúng rồi, nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh. Cái máy lạnh của chúng ta thì cái nhiệt độ ở bên trong phòng và trong máy lạnh nó là nhiệt độ của nguồn lạnh, còn nhiệt độ môi trường xung quanh nó là nguồn nóng. Như vậy thì cái nhiệt độ 0 độ C của chúng ta nó chính là T2 này. Còn nhiệt độ môi trường bên ngoài 27 độ C nó chính là T1. Và thì với hai cái nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh đã biết trước thì hoàn toàn chúng ta có thể tính được hiệu suất của cái máy lạnh này, đúng không nào? Rồi mình cứ tính hiệu suất nào đó mình tính tiếp. Hiệu suất của máy lạnh là beta nó sẽ bằng là T2 trên cho T1 trừ T2. Một lần nữa Tú phải lưu ý, nhiệt độ này là nhiệt độ tuyệt đối. Hôm trước ta có dạy một nhóm sinh viên y dược, nó trả lời hiệu suất mình không phải đâu, mình chưa đổi đúng không? Ở dưới đây là chúng ta sẽ có là 273 cộng cho 27 và trừ cho 273 cộng cho 0. Rồi Tú tính xem hiệu suất của mình bao nhiêu. Mười phẩy mười một ạ. 10,11. Chúng ta có hiệu suất rồi, chúng ta sẽ tìm quy mô. Các bạn, mình tìm quy mô bằng cách nào? À, người ta hỏi tính công tối thiểu mà đâu hỏi quy mô đâu. Mình sẽ tìm công bằng cách nào đây Tú nhỉ? Tìm Q2 thầy. Mình tìm Q2. Thế Q2 của chúng ta là Q nào? Thế thì ở đây mình để ý một chút này, là cái máy lạnh này nó đang làm một cái việc, một cái nhiệm vụ, đó là nó đóng băng 1 gam nước ở 0 độ C. Thế thì nước của mình mà ở 0 độ C thì để nó đóng băng được thì nó phải làm gì nè Tú nhờ? Phải nhận công để nhận được cái chuyển thể à thầy? Thì nó phải mất nhiệt, nó phải để ví dụ như từ thể băng, từ băng mà chuyển sang nước thì nó tỏa nhiệt, người ta gọi là nhiệt nóng chảy. Đúng như nào? Thế thì bây giờ nó đang ở nước mà nó muốn chuyển sang thể băng thì nó sẽ tương ứng
với cái máy lạnh này nó phải lấy cái nhiệt lượng đúng bằng cái nhiệt lượng chuyển pha của nó ra bên ngoài. Như vậy cái Q của chúng ta là Q nào đây? Q2 của chúng ta nó là cái Q nào đây? Nó chính là cái nhiệt chuyển thể này. Nó lấy nhiệt lượng của nước đi thì nước chúng ta mới nó chuyển từ lỏng sang rắn được. Đấy, Tú rõ chỗ này chưa? Vâng. Rồi em tính xem Q2 bằng bao nhiêu, từ đó chúng ta sẽ tìm được Q1. Bao nhiêu Tú? L của mình là 80 này, thay vào M của mình là 1 gram, như vậy nó sẽ là 80 calo. Có Q2 rồi chúng ta sẽ tìm được Q1. Chúng ta có beta, ta hỏi công mà. Beta của chúng ta thì bằng A bằng Q2. Q2 chia cho A. Từ đây chúng ta sẽ suy được là A thì bằng Q2 chia cho beta. Mặt khác chúng ta lại có Q1 thì bằng Q2 cộng cho A. Vậy chúng ta sẽ có Q2 1 trên cho 1 beta. Tú có biến đổi được biểu thức này cho em? Được biểu thức này cho em Tú? Dạ rồi ạ. Rồi thêm là tính xem mình bao nhiêu. Em ra được là 87,91. Được 87,91 calo chưa? Được rồi, đó là các ví dụ về chúng ta vận dụng cái nguyên lý 2 cho trường hợp là chúng ta tính hiệu suất của động cơ. Chúng ta tóm gọn lại, chúng ta sẽ có một vài phát biểu như sau. Với nguyên lý 2 thì chúng ta sẽ có hai các phát biểu cơ bản, đó là các phát biểu của Clausius. Cái phát biểu này hầu như nó là hiển nhiên thôi. Nhiệt không thể làm tự truyền từ một vật lạnh hơn sang vật nóng hơn được. Để làm được điều đó thì ở đây người ta nhấn mạnh là không thể tự truyền được. Trong thực tế nó vẫn có một vài cái tình huống, đó là nhiệt truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn, ví dụ như máy điều hòa chẳng hạn, nó truyền nhiệt từ trong phòng ra bên ngoài. Tuy nhiên ở đây người ta nhấn mạnh là không thể tự truyền được, mà còn máy lạnh của chúng ta phải cung cấp năng lượng cho nó. Các phát biểu thứ hai là của Thomson, đó là không thể nào chế tạo được một động cơ vĩnh cửu loại 2. Động cơ vĩnh cửu loại 2 là cái động cơ mà đã biến hoàn toàn nhiệt thành công, giống như thầy đã phân tích đầu bài. Chúng ta sang đơn vị kiến thức cuối cùng, đó là entropy. Khái niệm này khá là trừu tượng. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu vắn tắt như sau. Entropy của là một cái hàm trạng thái của một cái hệ nhiệt độ, và nó sẽ cho chúng ta biết cái mức độ hỗn loạn của cái hệ này. Về cơ bản, khi hệ nhiệt động của chúng ta nó biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 thì độ biến thiên entropy của nó được tính bằng biểu thức là ds bằng dq chia t, hay s2 trừ chia s1.
bằng tích phân từ 1 đến 2 của DQ chia T. S2 là entropy của hệ tại trạng thái số 2, S1 là entropy của hệ tại trạng thái số 1. Nguyên lý tăng entropy. Với tất cả các cái quá trình thực tế xảy ra ở trong tự nhiên thì chúng ta có entropy của hệ luôn tăng. Rồi, làm ví dụ để chúng ta thấy rõ. Ví dụ 1, tính độ biến thiên entropy của 100g nước khi nhiệt độ tăng 1 độ C trong hai trường hợp. Khi nhiệt độ lúc đầu là 30 và khi nhiệt độ lúc sau là 80. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 joule trên kg nhân độ K. Chúng ta có công thức tính độ biến thiên entropy delta S tức là bằng S2 trừ S1. Theo biểu thức định nghĩa, nó bằng tích phân từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 của dQ trên T. Mặt khác, chúng ta có biểu thức Q của chúng ta bằng gì nào? Q của chúng ta thì bằng MC nhân cho DT. MC là hằng số chúng ta đưa ra bên ngoài. Bên trong dấu tích phân thì chúng ta còn là DT chia cho T. Cái tích phân này được kết quả là gì Tú nhờ? Tính hình thành tích phân này xem Tú. Len của 2 trừ len 1 là thầy. Đúng rồi, T2 chứ đúng không? Vâng. Trừ thì chúng ta đưa vào luôn, đó là T2 chia T1. Đúng chưa? Rồi, chúng ta thay số vào thôi. Trường hợp thứ nhất là nhiệt độ ban đầu là 30 độ C, tức là T1 là 30, nó tăng lên 1 độ mà, thì T2 sẽ là 31. Thay vào trường hợp 1 thì chúng ta sẽ có delta S, nó sẽ bằng M C len của T2 chia T1. M của mình đề bài cho là 100g. 100g thì chúng ta đổi với kg, chúng ta nhân cho 10 mũ trừ 3. C của mình là 4200. T2 của mình là 31. Nhưng lưu ý chúng ta phải đổi sang độ K nha. Rồi, tôi tính thử xem bao nhiêu nào. Em ra được là 1,38. 1,38. Em có biết đơn vị là gì không? Để ý này, entropy chúng ta được định nghĩa là dQ chia T, mà Q chúng ta đơn vị là gì em? Joule. T chúng ta đơn vị là K, như vậy chúng ta có là joule trên K. Rồi, em thay cho thầy xem trường thứ hai nào. Xem được bao nhiêu? Thứ hai, ban nhiệt độ lúc đầu của nó là 80, lúc sau nó sẽ là 81, nhớ đổi sang độ K nha. Entropy ta tính nó khá là dễ, nhưng mà tuy nhiên khái niệm này về mặt lý thuyết nó khó hiểu không? Còn tính toán với nó thì khá đơn giản.
cho em. Em ra được là âm 1,18, 19 ạ. Ủa, Âm 1. sao âm được? Lúc sau là 81, lúc đầu là 80 thì cái tơ sâu lớn từ trước sao âm được Tú. Trời ơi chán thằng Tú này ghê. 100 nhân cho 10 mũ trừ 3 này, em nhân cho 4.200. Đây cái nguyên lý mình đại học này, làm gì có dù có làm gì nữa thì entropy nó luôn tăng mà, mình tính âm là sao được. Dương dương ạ, dương ạ, 1,19 ạ. Trời, tính gì lạ kỳ vậy. 1,19 đúng không? Thôi để tôi bấm lại cái căn này. Lúc sau là 81 cộng cho 273. Lúc đầu là 80 cộng 273. Đúng rồi, 1,19 chứ. Joule trên K. Nãy người ta đã nói rồi, cái dù entropy là một cái khái niệm khá là trừu tượng. Người ta rút ra là một cái quy luật rất là hay, là tất cả các cái quá trình trong thực tế, chúng ta có làm gì đi nữa thì entropy của hệ nó luôn tăng. Bởi vì nó đặt trên cho mức độ hỗn loạn của hệ mà. Em có một cái hệ, cho dù em có tác động như thế nào đi nữa thì hệ cái mức độ hỗn loạn của hệ luôn tăng cả. Thế nào? Ví dụ cuối cùng, tính độ biến thiên entropy của 1,3 kg nước ở 0 độ C chuyển thành nước ở 0 độ C, biết nhiệt nóng chảy của nước đá là như thế này. Như vậy chúng ta cũng có độ biến thiên entropy này, delta S của chúng ta nó bằng tích phân từ 1 đến 2 của DQ trên cho T. Ở trong bài toán này Tú để ý này, nhiệt độ T của cái hệ này như thế nào Tú? Nó bằng nhau. 0 độ đúng không? 0 độ thì chúng ta đưa T ra ngoài bởi vì nó là hằng số mà. Và thì bên trong tích phân chúng ta chỉ còn DQ thôi. Mà nguyên hàm của DQ thì nó bằng gì em? Nó sẽ bằng Q. Mà Q này là Q nhiệt chuyển pha nên nó sẽ bằng L nhân cho M chia cho T. Rồi, thay số vào. L của mình là 3,33 nhân 10 mũ 5. M của mình là 1,3. T của mình là 0 độ, 0 độ phải đổi sang 273. Rồi thằng mày Tú tính là xem độ biến thiên entropy bằng bao nhiêu nè. Em tính được là 1585,71. 1585,71 joule trên cho K. Mặc dù khái niệm này nó trừu tượng nhưng mà chúng ta tính toán thì nó sẽ không 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 rắc rối lắm. Như vậy đây chính là nội dung của bài giảng cuối cùng nguyên lý hai nhiệt động vật học. Chúng ta sẽ kết thúc phần nhiệt. Rồi sau thì chúng ta sẽ làm bài tập tổng ôn tập các phần trắc nghiệm tương ứng các chương. Rồi thầy dừng bài giảng lại đây, thầy chào Tú nha.